Người nha. Hôm nay á, thì mình mới đi làm về à, mới làm về cái đầu tóc mà mới tắm xong rồi ướt mẹp đi, thấy không à, thì mình đi làm về thì mình ghé chợ, mình có mua cá ba sa với cá hồi với xà lách rồi rau thơm với ngò, thì mình về mình làm chuẩn bị làm cái món nhúng nhúng giấm, cá nhúng giấm. Thì sẵn đây mình quay cái video ngắn là mình share với mọi người hãy xem cho vui. Thì ở đây thì còn dịch đó, cho nên mỗi lần mà đi đâu ra ngoài về thì phải tắm rửa, cái đầu còn ướt mẹp đây nè mọi người. Hi everyone, today I'm making hot pot. So the way home I stop to supermarket and buy some salmon fish and basa fish and some vegetable. And now I prepare to make hot pot and I share to you guys how to make it. Helen xin cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem. Và mong mọi người luôn ủng hộ kênh Helen Fan Canada. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Và chúc mọi người ngày mới tươi vui, ấm áp. Bây giờ thì ở đây thì tối tối rồi, 7 rưỡi rồi. Giờ bên Việt Nam thì đang ban ngày. Thì chúc mọi người vui vẻ nha. Bây giờ Helen chuẩn bị vô bếp và nấu món. Thì để chuẩn bị làm cái món cá nhúng giấm thì mình cá cá sa manh này mình mua về mình cắt ra miếng mỏng mỏng như gì nè rồi nè để rút ngắn thời gian á, mình mua về mình cắt ra rồi. Còn cái này thì cá ba sa cũng cắt ra rồi rồi mình cá sả với củ hành trắng với củ hành tím. Cái này để mình nấu cái nước để mình nhúng á, thì mình có bột nêm với muối rồi mình có giấm, thì mình cũng có luộc bún sẵn đây nè. Bún này là bún khô mình đi mình luộc á, nhìn ngon mọi người, giống như bún tươi vậy á. Rồi mình có rau ăn kèm đó là rau xà lách rồi rau thơm với rau ngò, tại vì ở chợ nó có rau gì thì mình mua rau đó, chứ mình cũng muốn mua thêm rau giáp cá rồi ăn cho nó ngon, mà hết rồi không không cá thì mình mua bao nhiêu đây thôi. Hay so to prepare to homemade hot pot, so here is salmon fillet and basa fish. Some chicken powder and salt and vinegar, onion, salad and lemongrass, vermicelli noodle and some vegetable, so like salad, mint and cilantro. So now I show you how to make the hot hot. Bây giờ thì mình nấu cái nước giấm để mình nhúng cá nha mọi người. Thì dầu nó nóng rồi xong mình cho cái sả vô trước. Rồi mình cho cái hành tím vô. So now
chua khúc súp deep fish, so put little bit oil and then put lemon rasp for it little bit brown and then add the shallot. Bây giờ hành nó cũng thơm rồi mọi người. Mình cho củ hành này vô. Rồi xong rồi mình cho nước vô. Rồi bây giờ mình nêm nếm vô nha. Mình nêm bột nêm với muối này vô luôn. Nước nó sôi rồi đó. Nước nó sôi mình cho giấm vô nha mọi người. Tùy theo mình thích ăn chua thì mình cho nhiều. Mình nêm nếm lại cho nó vừa cái khẩu vị của nhà mình. Rồi cái nước sắp xong rồi, bây giờ mình dọn ra ăn nha. Dọn ra ăn tối. Rồi cái nhà ăn tối với mình nha. Thì mình bỏ rau sống nè, cá nè, bún nè, đó mình bỏ vô này mình cuốn. Mình ăn nước mắm chấm nè mọi người. Cho mọi người coi nè, nó có nước mắm chấm này hết sảy không? Cay vậy nó mới đã. Mời cả nhà nha. Cái nước giấm á, mình có bỏ củ hành, hơi sẻ, cái giấm á, hơi chua chua, thơm lắm, rất là ngon mọi người. Mọi người thử làm cái nước giấm, ăn rất là ngon. Bỏ miếng ớt vô này ăn cho nó mới đã. Còn mọi người nha. Nhà mình đó có 4 người mà không có muốn em vô video, 3 người ngồi 3 góc 3 người ngồi 3 góc cho mình ngồi đây rồi nha mọi người. Ngon. Cái miếng ớt nó mới đã. Sorry. Có một ăn ngon quá. Bỏ xà lách vô nè.
Búp bớ này rồi. Thì ngon. Salad mint and cilantro and little bit vermicelli noodle. Now dip fish. Dip in the hot soup. Muốn chín sơ sơ ăn ngon mọi người ơi. Ui. Cái này sống được mà. Ừ. Cái hồi này. Cái hồi ăn sống được mà. Đó, làm hai miếng. Ngon lắm. Đủ giấm cho con. Hình như thiếu chút xíu giấm nha. Đấy, đủ chưa? Thiếu chút phải. Người ta lấy cái bình giấm đó thôi. Cái bì xe này chay chín, còn cái kia cái hồi thì không chút chua, thêm chút giấm nữa ngon. Chấm mắm nêm vô cây thì cây ăn đã mọi người nha. Mình chọn ra cái chín rồi mình chọn. Ăn nó to thế. Ngon quá con ha. Mẹ thiếu rau giúp ké, rau giúp tơ nữa. Cái hai rau không có nha. Lấy rau be con ăn hả? What? What is this? Giúp ké nè. Giúp ké gì? Ké hoài. Hai loại cá salmon với cá bè xe mà mình thích ăn cá hồi. Mình thích ăn cá hồi hơn. Cá hồi ngon. Nhúng hơi sống sống cho xíu. Mình ít cherry úp. How about you? Xíu. Mời mọi người cuốn nữa nha. Nước mắm vừa. Ngon. Ngon lắm. Nước chấm chua chua. Cá salmon rồi ạ. Nhúng vô ngọt ngon.
Nhìn vô rau cũng thơm ngon. Rất là ngon đó mọi người. Get the rice paper and dip in the warm water first. Soak in the warm water first. Then now some salad, mint, đã dành như thế trước. Cái còn cái này. Lô có cái đó rồi. Mọi người nhìn con mọi người. Rồi bây giờ mình cuốn lại. Cuốn lại ăn. Cuốn lại chấm như mắm cây. Đã. Đừng đừng gì ké gì về để chắc nước là được không? Chút anh về đó, đợi chút. Xong. Xong. Đây là. Mình cũng no rồi. Thôi mình ngừng clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Về chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Chào mọi người, bye bye. Have a good day, bye bye.